quý vị, ngày 14 tháng 6, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bị cáo bị tuyên mức án trung thân vì đã tự tay sát hại vợ trong cơn cuồng ghen. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023, trong lúc nghỉ trưa tại nơi làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1975, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nảy sinh ý định sát hại vợ mình là bà Lê Thị C, sinh năm 1982 và sau đó sẽ tự chấm dứt cuộc sống. Lý do là vì vợ chồng Dũng có mâu thuẫn về tiền bạc từ trước, đồng thời do ghen tuông vô cớ nên Dũng nghĩ vợ mình có người đàn ông khác. Để thực hiện, Dũng đi mua hung khí giấu trong người và hung khí sắc nhọn khác để trong xe rồi điều khiển xe đến nơi bà C làm việc tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Đến nơi, Dũng kêu bà C điều khiển xe máy chở Dũng đến quán cà phê gần đó để nói chuyện chạy được một đoạn, Dũng dùng dao tác động vào người khiến bà C ngã xuống đường. Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, tòa nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng án trung thân về hành vi tàn độc của mình. Thưa quý vị, chỉ vì mâu thuẫn khi hát karaoke, không ít vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra. Đặc biệt mới đây, tại trà Vinh, khi can ngăn nhóm người ẩu đả khi hát karaoke, chủ nhà đã bị một đối tượng ra tài sát hại. Theo thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 6, Hiển đến nhà của anh Nguyễn Nghĩa Lý, sinh năm 1984 ở ấp An Cư, xã Tân Hòa để nhậu. Tham gia tiệc nhậu có Lê Thanh Vẹn, sinh năm 1990, cư trú tại xóm Vó, xã Phú Cần và một người khác cùng ngụ ở huyện Tiểu Cần. Khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc hát karaoke, Hiển và Vẹn xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả. Thời điểm này, anh Lý can ngăn. Hiển dùng cây búa tấn công anh Lý gây thương tích. Sự việc được gia đình can ngăn, giật lấy cây búa, đưa anh Lý đi cấp cứu. Tuy nhiên, sáng 12 tháng 6, anh Lý đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Hiển đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, tại tỉnh Phú Yên, một người đàn ông cũng bị bạn tấn công tử vong vì không chịu đi hát karaoke. Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2023, sau khi ăn nhậu cùng nhau, Khoa cùng anh Phạm Đình Tê, sinh năm 1988, chú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, và một số người khác đến quán karaoke ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng để hát. Trước khi đến quán, cả nhóm bàn bạc thống nhất với nhau, gọi tiếp viên nữ phục vụ rót bia. Khi đến quán karaoke, anh Tê và bạn không vào phòng hát, mà đi sang quán nước gần bên để uống. Lúc này, Khoa điện thoại hỏi anh Tê Sao không vào chơi mà bỏ đi? Thì anh tên nói đang uống nước. Khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, Khoa bực tức đi bộ đến nơi anh Tê ngồi, cầm ly nhựa trên bàn ném vào người anh Tê, dùng tay tác động vào đầu anh Tê. Sau đó, Khoa chạy vào khu vực pha chế của quán nước lấy con dao tấn công vào lưng anh Tê, thì được mọi người can ngăn nên bỏ đi. Anh Tê được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Đến sáng 23 tháng 7 năm 2023, Khoa đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đầu thú. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án sát hại người và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Khoa, sinh năm 1990, chú thôn Định Thái, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, tù trung thân. Liên quan đến vụ hủy hoại hơn 400 hecta rừng tại xã Hia Tâm Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử và tuyên phạt đối với 14 bị cáo liên quan. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Công Tạo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tờ Mốt, mức án 2 năm tù giam và bị cáo Hoàng Ngọc Anh, cựu công chức địa chính xã Ia Tờ Mốt, 2 năm 3 tháng tù giam, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trịnh Xuân Truyền, cựu kiểm lâm địa bàn xã Ia Tờ Mốt, 9 tháng tù giam, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Vũ Văn Quảng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tờ Mốt, một năm sáu tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt 10 bị cáo là người dân tham gia phá rừng, với mức án từ 1 năm đến 3 năm tù về hành vi hủy hoại rừng. Trước đó, vào tháng 3 năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện, xác định có hơn 411 hecta rừng tại địa bàn xã Ia Tờ Mốt bị hủy hoại. Sau đó, công an tỉnh Đắk Lắc đã điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can liên quan đến 19 trên 411 hecta rừng bị hủy hoại. Tháng 7 năm 2023, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã tuyên án 28 bị cáo này. Đối với diện tích hơn 392 hecta rừng bị hủy hoại còn lại, công an tỉnh Đắk Lắc tách hồ sơ để điều tra xử lý. Quá trình điều tra, công an tỉnh Đắk Lắc xác định ông Quảng và ông Truyền thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của chủ rừng và kiểm lâm địa bàn. Ngoài ra, ông Quảng ký khống ở bảng chấm công tuần tra, bảo vệ rừng các tháng 2 và tháng 3 năm 2021, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 20 triệu đồng. Còn ông Đặng Công Tạo và ông Hoàng Ngọc Anh có hành vi lập khống, ký duyệt chứng từ thanh toán tiền hỗ trợ tuần tra bảo vệ rừng năm 2021, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 65 triệu đồng. Vừa qua, đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ tài xế xe tài tử vong do bị điện giật. Theo đó, khi trèo lên thùng xe gỡ dây cáp viễn thông vướng vào xe, nam tài xế không may bị dòng điện cao thế phóng trúng dẫn đến thiệt mạng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh HVV, sinh năm 1989, trú tại bản Nà Sài, Hua Păng, Mộc Châu. Anh V lái xe thuê cho một hợp tác xã vận tải trên địa bàn. Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh V lái xe đầu kéo, mang biển kiểm soát 26H00926, di chuyển hướng bản mòn ra thị trấn Mộc Châu. Khi đến khu vực bản mòn, xe vướng vào dây cáp viễn thông. Ngay sau đó, tài xế treo lên thùng xe gỡ dây cáp thì bị dòng điện cao thế phóng trúng dẫn đến tử vong. Cách đây không lâu, tại Gia Lai, một thầy giáo cũng không may bị điện giật tử vong. Cụ thể, sáng 4 tháng 6, một số thiết bị điện tại nhà riêng thầy giáo V bị hư hỏng. Thấy vậy, người đàn ông này lấy thang trèo lên để sửa chữa thì không may bị điện giật. Anh về gọi kêu cứu người thân, tuy nhiên chỉ ít giây sau đã bị ngã từ trên thang xuống dưới đất. Phát hiện sự việc, người thân của thầy V đã hô hoán bà con xung quanh ứng cứu. Đáng tiếc, nạn nhân đã tử vong sau đó. Thưa quý vị, tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình thảo luận tổ trong ngày 13 tháng 6. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới tòa án sẽ đưa ra xét xử một số vụ án lớn như sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, vụ 4 nữ tiếp viên hàng không sách ma túy. Qua tổng hợp các ý kiến tại thảo luận tổ, có ý kiến cho rằng thành phố cần phải tăng cường thông tin chính thống về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án, thông tin nhiều chiều để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông tin về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố ngày càng hiệu quả. Hiện Ban chỉ đạo đang theo dõi 11 vụ án, 15 vụ việc, trong đó có 6 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi chỉ đạo. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các quy định, thông tin liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế được dư luận quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy trình của Ban Bí thư về định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là việc xử lý cán bộ sai phạm. Trong đó có cán bộ cấp cao thời gian qua. Qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, quyết tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng nhà nước. Theo Phó Bí thư thường trực Nguyễn Hồ Hải, thời gian qua, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử các vụ án lớn được dư luận quan tâm như vụ Vạn Thịnh Phát. Việc này triển khai đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục xét xử các vụ án lớn khác như vụ việc sai phạm liên quan các trung tâm đăng kiểm, vụ các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy. Những vụ án này được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố có chỉ đạo thường xuyên để công tác xử lý diễn ra đúng quy định. Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi co tại một quán cơm gà nằm trên đường Lý Thường Kiệt Hội An khiến nhiều người chú ý. Theo đó, chủ quán cơm gà này đã có những lời nói khiếm nhã với khách du lịch. Ngày 13 tháng 6, chính quyền đã mời người này làm việc. Liên quan đến sự việc chủ quán cơm gà Hội An bị tố cư xử khiếm nhã với khách, lãnh đạo phường Sơn Phong Hội An cho biết, lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6, chủ quán cơm gà AH, đường Lý Thường Kiệt, đã lên làm việc để giải trình rõ tình huống phát sinh cự cãi với khách du lịch trước đó. Theo giải thích từ nữ chủ quán cơm gà Trước đó, tiệm ăn của bà có nhận được cuộc gọi đặt cơm gà cho một đoàn khách du lịch vào Hội An. Tuy nhiên, người phụ trách đoàn gọi cho chồng của bà, nhưng người chồng lại không báo để bà chuẩn bị suất ăn. Lúc gần trưa, người phụ trách dẫn đoàn khách ghé tới tiệm cơm. Khi thấy các suất ăn đã đặt trước đó không có, người dân đoàn khách và nữ chủ quán lời qua tiếng lại. Trong lúc đôi co, nữ chủ quán cơm gà A-Hát à to tiếng và buông lời văng tục khiếm nhã. Đoạn clip đôi co này được quay lại tới ngày 11 tháng 6 được phát tán trên mạng xã hội và gây sự phẫn nộ lớn từ cộng đồng mạng. Một người dùng mạng xã hội cho hay, lần đầu tiên tới hội An và ăn thử quán cơm gà AH, không biết ngon đến đâu mà thái độ chủ quán quá hách dịch, khách đến cái là văng cả dầu bậy bạ vào mặt. Cho tới sáng ngày 13 tháng 6, clip về thái độ của chủ quán cơm gà nhận được hơn 500 bình luận, hàng ngàn lượt tương tác. Đa phần đều bày tỏ sự không hài lòng với thái độ và những lời nói khiêm nhã của người đứng ban cơm. Nhiều người bày tỏ rằng với một đô thị du lịch lấy sự an toàn thân thiện làm thương hiệu điểm đến như hội an thì cách hành xử của một người bán hàng đã vô tình làm ảnh hưởng tới nỗ lực chung liên quan đến sự việc này lãnh đạo phường sơn phong nơi xảy ra vụ việc nói rằng những thông tin mà phường nắm được mới chỉ là một chiều từ tường trình của nữ chủ quán vị này cho biết đã thu thập đoạn camera an ninh quay lại lúc xảy ra vụ việc tuy nhiên clip lại chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh thời gian tới sẽ tiếp tục làm rõ sự việc tìm gặp thêm những khách có mặt trong quán lúc hai bên cự cãi, đồng thời tìm cách liên hệ với người trực tiếp phản ánh vụ việc để làm rõ các nội dung liên quan. Mặc dù chưa rõ thực hư như thế nào, nhưng trước mắt có thể thấy thái độ hành xử của chủ quán cơm gà như vậy là chưa phù hợp. Được biết, người này cũng nhận sai, nói có chút hiểu lầm giữa hai bên và xin rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhiều người dân Hội An và khách du lịch lại nói rằng, thái độ cư xử của chủ quán cơm gà AH không phải bột phát, mà người này thường ứng xử như vậy khi cách phản ứng, góp ý trên các nền tảng giới thiệu về quán cơm gà này, khách hàng đã viết lời nhận xét, đánh giá điểm rất thấp với tiệm ăn vốn không mấy tên tuổi nằm ngoài rìa phố cổ Hội An này. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, đang yêu cầu phường Sơn Phong báo cáo cụ thể vụ việc để đưa ra hướng xử lý. Cách đây không lâu, cũng tại Hội An, một khách du lịch đã phản ánh việc bị người bán hàng mắng té tát khi mua khoai tây chiên trên đường Lê Lợi. Sau khi nhận thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã kiểm tra. Theo đó, trong status đăng trên nhóm chuyên về du lịch Đà Nẵng, Hội An, người này nói rằng khi ghé tới quầy thức ăn nhanh ở đường Lê Lợi thì chọn mua khoai tây chiên đã bị người bán hàng mắng chửi té tát. Vị khách này cho hay, khi ấy chị không có nhiều tiền nên hỏi người phụ nữ bán hàng rong rằng cây khoai tây chiên bao nhiêu tiền. Nghe vậy, cô liền chửi và bảo rằng 30.000 đồng một cây. Do đi cùng một người bạn nữa, chị có hỏi mua thêm bánh tráng nướng. Nghe vậy, người phụ nữ bán hàng rong liền sồn sồn chửi. Người bán hàng này văng ra những lời so sánh tục tĩu và bảo năm lần với khách hàng rằng biến đi, đổ con gái vô duyên. Sau đó, người này còn lấy giấy đốt phong long. Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bài viết đã nhận được nhiều bình luận, trong đó có không ít người nghi ngờ việc bóc phun này không rõ ràng, cố tình đưa thông tin chưa chính xác. Trong một status của người tự nhận là con của chủ quầy hàng rong, người này nói rằng việc mắng chửi là không có thật. Người này yêu cầu khách đăng thông tin phải đính chính, xin lỗi. Phía dưới, nhiều lượt bình luận cũng nói rằng đã nhiều lần ghé quầy này và thấy cô chủ rất hiền lành. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Minh An Võ Đăng Phong, khi nhận được yêu cầu của lãnh đạo thành phố, Phường đã cử lực lượng kiểm tra. Ông cho biết, khi hỏi người bán hàng rong này có hay không việc mắng chửi khách du lịch, thì người này nói không nhớ, không biết sự việc. Đúng sai như thế nào thì chưa xác định được, nhưng đã dẹp quầy này vì hoạt động không phép tình trạng bán hàng rong trái phép, cố tình mồi trải và chặt chém du khách đang diễn ra phức tạp tại phố đi bộ Hội An. Dù lực lượng chức năng đã tìm cách xử lý, rất dễ thấy cảnh khách bị quấy kín, chặn ngang mặt để trèo kéo mua hàng. Hiện Hội An chỉ cho phép số ít quầy hàng rong trong khu phố cổ. Các địa điểm này được quản lý chặt chẽ, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định. Dù vậy, theo lãnh đạo Hội An, từ sau dịch Covid-19 tới nay, một lượng rất lớn người dân từ các địa phương khác tới Hội An để buôn bán, cố tình né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng gây phiền hà cho du khách. Cũng liên quan đến hành vi cư xử không đúng mực với khách, vừa qua tại Hà Nội, một thực khách cũng đã chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán ngan nhàn, ngõ Trung Yên. Theo đó, khách tố chủ quán chửi khách bằng từ ngữ thậm tệ, đò đốt vía, không bán một suất. Bài viết được đăng tải lên mạng xã hội và đã nhanh chóng gây chú ý. Cụ thể ngày 13 tháng 3, trên nhiều hội nhóm về ẩm thực Hà Nội xuất hiện bài viết tố chủ quán ngan nhàn chửi khách thậm tệ. Quán ngan này ở Hà Nội nổi tiếng đông khách Tuy nhiên, quán từng nhiều lần bị tố chửi khách, có thái độ phục vụ kém lịch sự và từng bị chính quyền nhắc nhở về văn hóa bán hàng. Nhiều người còn gọi đây là quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội. Vị khách này cho biết, chị đến quán vào sáng ngày 13 tháng 3. Dù từng biết Nga Nhàn là quán bún chửi, nhưng được đánh giá là ngon hàng đầu Hà Nội nên chị vẫn tới thử. Thực khách này đến lúc 9 giờ 40 phút sáng khi cửa hàng chưa mở cửa. Lúc này, một số khách khác cũng ngồi chờ đợi. Tuy nhiên sau một lúc, các khách khác rời đi chị cho hay trong lúc chờ thì hình như mấy cô nhân viên bảo chị cứ đi đâu đi tí quay lại vì có một suất cô cũng không làm chị cố chờ sợ mất chỗ nên bảo thôi cháu ngồi đợi đông đông tí cũng được đến 10 giờ 10 phút bà nhàn xuất hiện vừa thấy chị này bà nhàn bảo thôi về đi ở đây một suất không làm đâu dù vị khách nói có thể đợi được nhưng chủ quán vẫn gắt lên buông những lời khiêm nhã theo bài chia sẻ của nữ thực khách những lời này khiến chị sững lại nhưng chủ quán vẫn tiếp tục cắt gỏng quá sức chịu đựng nên chị rời đi. Được biết, khi chị đã ra dắt xe mà cô chủ vẫn tiếp tục bảo đốt vía. Nữ thực khách khẳng định mọi thông tin chị đăng là đúng sự thật và cho biết bản thân sẽ không bao giờ quay lại nữa vì cảm thấy tổn thương. Chỉ sau khoảng 2 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về 1,5 ngàn lượt bình luận. Rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc về thái độ của chủ quán và cho rằng hành vi này làm xấu hình ảnh của ẩm thực du lịch Hà Nội. Một số người cũng chia sẻ những trải nghiệm không tốt từng gặp phải tại quán ăn này. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, việc biết quán ăn có thái độ phục vụ kém mà thực khách vẫn tìm tới thưởng thức chính là tiếp tay cho quán. Ngay sau đó, bà Nhàn đã được liên hệ để làm rõ thực hư câu chuyện. Về việc dùng những từ ngữ mất lịch sự với khách hàng, bà khẳng định là không có. Cũng theo bà Nhàn, quán có vài nhân viên mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm phục vụ. Sau khi sự việc xảy ra, bà Nhàn cho biết, mình đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Bạc. Tại đây, bà thừa nhận bản thân chưa niềm nở, hài quan mắng to tiếng với nhân viên nên cũng có thể nói hơi to tiếng khi mời khách đi nơi khác. Tuy nhiên, chủ quán Nga nổi tiếng phủ nhận chuyện chửi bới hay xúc phạm khách như những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Bạc đã tiến hành kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán của bà Nhàn. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận thức ăn tại quán được đựng trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gồm chậu, khay nhựa có màu. Cơ sở kinh doanh này bị phạt 2 triệu đồng vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị, tội phạm sử dụng công nghệ và không gian mạng để thực hiện hoạt động phạm tội ngày càng có xu hướng gia tăng. Cơ quan điều tra Bộ Công an thời gian qua đã phát hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy được thực hiện ngay trên mạng xã hội. Mới đây Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vừa thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán cần sa cực lớn, thu giữ trên 7,5 tỷ đồng và các thiết bị điện tử. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về đấu tranh các đường dây tội phạm hoạt động theo phương thức mới, lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được đường dây mua bán ma túy cần sa do Nguyễn Phi Cơ, sinh năm 1995, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Qua điều tra xác định đây là tụ điểm mua bán ma túy số lượng lớn trên không gian mạng, hoạt động trên quy mô cả nước với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, Tổ chức chặt chẽ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, bản thân các đối tượng trong đường dây và khách hàng không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, Viber, việc mua bán thông qua chuyển khoản ngân hàng và dịch vụ chuyển phát nhanh. Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, huy động phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hạ Long và các phòng nghiệp vụ có liên quan để tập trung đấu tranh sau 2 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng và tại thực địa trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 giữa sự chỉ đạo của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương Quảng Nam Quảng Bình đồng loạt tổ chức bắt giữ 11 đối tượng khám xét các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thu giữ một lượng lớn cần sa đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, cùng rất nhiều công cụ phương tiện phục vụ việc đóng gói, ngụy trang hàng hóa trên 7,5 tỷ đồng và các thiết bị điện tử. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng chuyên án. Liên quan đến vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe bồn xảy ra vào ngày 12 tháng 6 tại Đắk Lắc, mới đây thông tin từ công an thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bắt giam tài xế xe bồn của công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, tài xế Đồng Hữu Long, 28 tuổi, trú tại xã Nam Dòng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe bồn chở bê tông mang biển kiểm soát 47C24564, lưu thông theo hướng tỉnh Đắk Nông, đi Đắk Lắc. Khi xe bồn trên, đi đến đoạn nút giao giữa quốc lộ 14 và đường vào khu công nghiệp Hòa Phú, thuộc thôn 6 xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuật, thì bất ngờ va chạm với xe máy do chị Lê Thị Thanh Tê, 39 tuổi, trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, chở theo con gái sinh năm 2006 và con trai sinh năm 2021 lưu thông cùng chiều bên phải. Cú va chạm khiến xe máy và các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe bồn. Hậu quả là chị T và con gái tử vong tại chỗ, cháu bé bị xây sức nhẹ. Quá trình điều tra, công an xác định tài xế Long đã thiếu chú ý quan sát, không thực hiện các biện pháp an toàn như bấm còi báo hiệu, giảm tốc độ hoặc dừng lại trước khi chuyển hướng, nên khi điều khiển xe chuyển hướng đã gây ra tai nạn thương tâm. Hiện tại, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Đồng Hữu Long để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Liên quan đến vụ việc ông Vũ Văn Luyến, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra ngoài ý muốn, đây là mất mát quá lớn đối với gia đình nạn nhân. Theo ông Luyến, sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị đã chủ động gửi 150 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và cử người tới hỗ trợ lo tang lễ. Ông Luyến thông tin thêm, thời gian tới lãnh đạo công ty sẽ huy động các công ty con để làm hai sổ tiết kiệm trị giá khoảng 600 triệu đồng cho hai con nhỏ của chị T. Lãnh đạo công ty rất mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Ngày 14 tháng 6, thông tin từ Ủy ban nhân dân thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan công an đã triệu tập anh LVB lên làm việc vì liên quan đến clip ra tay dã man với vợ trước mặt con nhỏ gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Theo lời khai của anh B, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, anh B cùng vợ là chị U và con trai nằm trên giường tại phòng trọ. Trong lúc nằm cùng nhau, hai vợ chồng có lời qua tiếng lại, anh B đã đứng dậy dùng tay tấn công liên tục vào người của vợ. Sau khi bị tấn công, chị U chạy ra ngoài, sau đó tới bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc để điều trị thương tích, hiện sức khỏe đã ổn định. Được biết vợ chồng anh B làm nghề tự do, thuê phòng trọ tại thị trấn Mèo Vạc ở nhiều năm nay. Một số người hàng xóm cho biết, vợ chồng anh B từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc chị U bị chồng đối xử tệ bạc. Trước đó như đã đưa tin vào ngày 13 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang nằm trên giường thì bất ngờ bị chồng lao tới chửi bới, dùng tay tác động vật lý vào người. Bị tấn công, người vợ chỉ biết nằm chịu trận, khóc và van xin người chồng buông tha. Tuy nhiên, người chồng vẫn tiếp tục lôi vợ ngồi dậy, đấm túi bụi vào người. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một đứa con nhỏ đoạn clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc dư luận bởi hành vi côn đồ của người chồng. Theo kết quả xác minh, sự việc trên xảy ra tại thị trấn Mèo Vạc. Người đàn ông xuất hiện trong clip là anh LVB, sinh năm 1997, chú xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc. Người phụ nữ bị chồng đối xử tệ bạc là chị LTU, vợ của anh B. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, dãy tường bao dài gần 30 mét của trường trung học cơ sở Hòa Bình, Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng nứt nghiêng về phía đường dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Ghi nhận tại trường trung học cơ sở Hòa Bình, Trấn Dương, bức tường phía trường mầm non Hòa Bình cũ đã xuống cấp. Bức tường cao chừng 2 mét, dài khoảng 30 mét, phía trên bờ tường là hàng rào thép gai. Nhiều đoạn tường nứt vỡ, trơ gạch. Đoạn giữa bức tường nghiêng vóng về phía đường dân sinh, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo ghi nhận, khu vực này không hề có sao chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Bà Lê Thị Vân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hòa Bình Trấn Dương cho biết, trường hiện có hai cơ sở, phần tường bao bị xuống cấp là cơ sở một tại thôn Đông Hàm Dương, xã Hòa Bình. Theo bà Vân, bức tường này đã cũ, có dấu hiệu xuống cấp từ lâu. Tuy nhiên, sau trận mưa sông đêm 19 tháng 5, bức tường bao này xuống cấp nhiều, thêm đoạn đất vỡ lớn và nghiêng nhiều về phía đường dẫn vào thôn Đông Hàm Dương. Nghe sau khi xảy ra hiện tượng, tường bao xuống cấp nghiêm trọng, ngày 20 tháng 5, trường Trung học cơ sở Hòa Bình Trấn Dương có tờ trình báo cáo chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo huyện. Ngay trong chiều 20 tháng 5, chính quyền xã Hòa Bình đã xuống kiểm tra. Một vài ngày sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện cũng thành lập đoàn khảo sát thực trạng xuống cấp tại khu vực tường bao phía tây của trường, cũng như giả soát các hạng mục khác có dấu hiệu xuống cấp hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hòa Bình Trấn Dương cho hay, nhà trường rất mong muốn bức tường sớm được sửa chữa, nâng cấp trong thời gian sớm nhất để bảo đảm an toàn cho người dân cũng như học sinh, nhất là đang trong mùa mưa bão. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình cho biết, xã đã cho ra soát và lên phương án xây lại bức tường này, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng của huyện. Chính quyền xã đang bàn với nhà trường để thống nhất về mặt kinh phí xây dựng, trong đó xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, còn theo đại diện phòng tài chính huyện Vĩnh Bảo, đến chiều 13 tháng 6, phòng chưa nhận được báo cáo của ủy ban nhân dân xã Hòa Bình về công trình xuống cấp tại trường trung học cơ sở Hòa Bình trấn Dương. Do vậy huyện chưa có kế hoạch để sửa chữa công trình trên. Trong trường hợp xã có báo cáo, huyện sẽ lập đoàn khảo sát, lập dự toán theo quy định. Được biết đối diện bức tường xuống cấp của trường Trung học cơ sở Hòa Bình trấn Dương, bức tường bao trường mầm non Hòa Bình cũ cũng đang có dấu hiệu xuống cấp chờ gạch. Tuy nhiên theo lãnh đạo xã Hòa Bình, ngôi trường này đã đóng cửa từ năm 2016 do đây là tài sản công nên việc sửa chữa, phá dỡ phải do thành phố quyết định. Thưa quý vị, nhân tháng hành động vì môi trường năm 2024, tạp chí Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Hành động vì đại dương xanh. Cuộc thi có sự đồng hành của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên và Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Rác thải túi ni lông, pin, đồ dùng nhựa, chất lượng không khí, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách, nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc thi ảnh Hành động vì đại dương được phát động với mục tiêu tuyển chọn các tác phẩm ảnh nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về bảo vệ môi trường biển, qua đó quảng bá đến người dân và cộng đồng quốc tế về một Việt Nam không rác thải nhựa. Cuộc thi hướng tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của chính quyền địa phương, cá nhân và doanh nghiệp trong việc giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần. Thông qua hình ảnh từ cuộc thi, ban tổ chức kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và nhận thức rõ về những tác động tiêu cực của quản lý chất thải không đúng cách đối với sức khỏe con người và môi trường, khuyến khích xả thải đúng nơi quy định và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp cộng đồng cảm nhận vẻ đẹp và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển. Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận cổ vũ động viên các tổ chức cá nhân đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, không phân biệt tuổi tác và giới tính đều có thể gửi tác phẩm tới cuộc thi. Các tác phẩm dự thi là những bức ảnh có chất lượng cao, sâu sắc Mô tả cá nhân cộng đồng có những hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, đại dương và nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường biển đối với sự phát triển bền vững. Hình ảnh miêu tả sự cấp thiết trong việc bảo vệ đại dương khỏi các tác động của ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển. Các tác phẩm dự thi phải thể hiện được ý tưởng sáng tạo, góc nhìn thực tế nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm nhựa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, môi trường và xã hội. Mỗi tác giả gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi. Các tác phẩm tham dự được gửi về ban tổ chức qua website tại địa chỉ cùng hành động vì đại dương xanh.com qua email tại địa chỉ hành động vì đại dương xanh gmail.com hoặc qua đường bưu điện tạp chí tài nguyên và môi trường tầng 5 lô e 2 khu đô thị mới cầu giấy phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2024 Thưa quý vị, trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Các cơ quan tố tụng cũng xác định Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bỏ ra 147 triệu USD mua 100% cổ phần công ty là chủ đầu tư khu đô thị sinh Việt, song chưa được sang tên. Trước đó, quá trình xét xử giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bà Lan đã sử dụng rất nhiều tiền của SCB mua các bất động sản. Trong đó, bản này đã sử dụng 147 triệu USD thông qua công ty Vivalent để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty Amalen tại Singapore. Có phải từ nguồn tiền của SCB hay không thì chưa được làm rõ. Do đó, tòa đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra. Mới đây, kết quả điều tra giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an xác định, công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Sinh Việt có diện tích hơn 331 ha tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên 100% vốn của doanh nghiệp này thuộc sở hữu của Ameland và đã được bà Lan mua lại. Khu đô thị Sinh Việt là khu liên hợp thể thao, du lịch, thương mại và khu căn hộ với số vốn đầu tư lên đến hơn 300 triệu USD. Dự án đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về chủ trương từ năm 1997 và cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 2.000, trong đó một vài khu được phê duyệt tỷ lệ 1 trên 500. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn đắp chiếu do chưa có giấy phép xây dựng. Công trình được chia làm hai khu, trong đó khu tái định cư đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, còn khu đô thị vẫn chưa đền bù xong. Tháng 4 năm 2020, Amalen ký hợp đồng chuyển nhượng vốn tại công ty Sinh Việt cho công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam với giá 170 triệu USD. Công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam đã đặt cọc 16,5 triệu USD, sau đó chuyển thêm 100 triệu USD vào tài khoản phong tỏa và đề nghị công ty này chuyển giao cổ phần. Tuy nhiên Amalen đã không chuyển giao cổ phần tại công ty Sinh Việt mà còn yêu cầu công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam hủy hợp đồng, hứa sẽ trả lại 50% tiền đặt cọc. Do bên mua không đồng ý nên Amalen đã khởi kiện ra tòa án tại Singapore, yêu cầu hủy hợp đồng đã ký kết. Về phía, công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam cũng đã khởi kiện Amalen ra tòa án tại Việt Nam để yêu cầu đối tác tiếp tục thực hiện hợp đồng. Theo báo cáo của Chu Duyệt Phấn, con gái của bà Lan, tại giai đoạn điều tra vụ án, bà Lan mua 100% vốn của công ty Amalen, trong đó 97% công ty Regional Land nắm giữ, 3% còn lại của các cổ đông nhỏ lẻ. Amalen đã ủy quyền cho ba cá nhân do bà Lan chỉ định nắm giữ toàn bộ vốn tại công ty sinh Việt. Cụ thể, Trịnh Quang Công, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen, nắm giữ 50%, Nguyễn Thanh Tùng và Cổ Thị Thanh Liêm, mỗi người nắm giữ 25% vốn góp do xảy ra tranh chấp phần vốn góp của Amalen tại công ty sinh Việt với công ty cổ phần đầu tư Singapore Việt Nam, nên phía gia đình Bà Lan, Chu Duyệt Phấn làm đại diện, đã liên hệ với luật sư làm thủ tục chuyển nhượng 97% cổ phần do Reason nắm giữ tại Amalen sang cho mình. Hồ sơ chuyển nhượng đã nộp cho cơ quan chức năng Singapore từ tháng 9 năm 2023. Đến nay, Chu Duyệt Phấn cho biết phía Singapore đã từ chối thực hiện thủ tục trên vì biết thông tin vợ chồng bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Bộ Công an đã thực hiện biện pháp ủy thác tư pháp cho cơ quan tổng trưởng lý Singapore, tương trợ tư pháp hình sự, xác minh tình trạng pháp lý hiện nay của các tài sản liên quan đến Amalen, Regional Land. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan nhưng chưa có kết quả. Sau đó, c 3 đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan việc chuyển nhượng vốn như trên để tòa án xem xét xử lý. Đến nay, việc xác định nguồn gốc số tiền bà Lan sử dụng để mua cổ phần Amalen chưa được nêu trong kết luận điều tra. Những vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của các công ty đầu tư dự án khu đô thị Sinh Việt vẫn chưa được các cơ quan tố tụng Việt Nam và Singapore giải quyết. Việc có hay không thu hồi số tiền bà Lan sử dụng để mua cổ phần Amalen sẽ được tòa án giải quyết khi xét xử giai đoạn 2 của vụ án. Được biết, dự án khu đô thị Sinh Việt bị kéo dài hàng chục năm do vướng mắc vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng không được thỏa đáng đã gây ra những bức xúc cho nhiều người dân tại huyện Bình Chánh. Tại buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu quốc hội hồi tháng 5, nhiều người đề nghị cần lập tổ xử lý quy hoạch treo dự án này. Họ mong muốn được trả lời dứt khoát về việc có hay không thực hiện dự án, đồng thời xin các chính quyền hủy bỏ dự án để trả lại đất cho người dân. Liên quan đến việc cấp phép, điều chỉnh, giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này, năm 2011, các công ty đã kiện Sở Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra tòa yêu cầu bồi thường 300 triệu USD. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đã bác yêu cầu khởi kiện này. Quá trình thụ lý giải quyết vụ kiện, Tòa Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trong hồ sơ có lời khai của các nhà đầu tư nước ngoài về việc đã chi 2,8 triệu USD phí bôi trơn cho quan chức Hà Nội. Vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra và ban nội chính trung ương vào cuộc làm rõ, nhưng kết quả chưa được công bố. Bà Lan bị cáo buộc trong 10 năm thâu tóm SCB đã thực hiện hàng loạt các hành vi sai phạm trong phạm vi giai đoạn 1 của vụ án hồi tháng 4, bà Lan bị Tòa Nhân dân Thành phố Minh xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tham ô tài sản. Bà này bị xác định đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tuy nhiên đến thời điểm xét xử sơ thẩm, có một số khoản vay đã được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, bà Lan và 26 đồng phạm bị cáo buộc phát hành 25 mã trái phiếu qua 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, lừa đảo chiếm đoạt hơn 30,69 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới và rửa 445.747 tỷ đồng. Gần 30 bị can khác trong đó có Chu Lập Cơ là chồng bà Lan, Trương Huệ Vân là cháu bà Lan, bị cáo buộc vai trò đồng phạm về một trong các tội trên. Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, tập đoàn này đã sử dụng 1.470 công ty và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống, tài liệu, chứng từ. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận điều tra trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan giai đoạn 2. Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula SPG, Trình Quang Công, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB và 30 bị can khác. Theo kết luận điều tra, việc thành lập hàng nghìn công ty ma cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát do văn phòng hội đồng quản trị phụ trách, phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc và Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty SPG thực hiện. Quy trình lập các công ty ma gồm: đặt tên công ty, tìm thuê người đứng tên thành lập công ty dưới vai trò người đại diện pháp luật, cổ đông, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, tìm địa chỉ ảo cho công ty trên đăng ký kinh doanh, chọn ngành nghề kinh doanh. Phó tổng giám đốc SPG Nguyễn Phương Anh sẽ phân bổ công ty ma cho nhóm khoảng 30 kế toán cấp dưới. Mỗi người quản lý 20 đến 30 công ty. Để nuôi công ty ma, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sắp xếp nguồn tiền từ 8 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng một tháng chi trả lương cho các cá nhân được thuê tùy vào mức độ tham gia. Các công ty này có nhiệm vụ phục vụ cho hoạt động tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát như vay vốn, phát hành trái phiếu, mua bán chuyển nhượng cổ phần tài sản. Trong khoản tiền 8 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng một tháng nói trên, lương đứng tên thành lập công ty ma là 7 triệu đồng đến 12 triệu đồng một tháng. Lương đứng tên khoản vay 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng một năm một khoản vay. Lương đứng tên tài sản là khoảng 15 triệu đồng một năm. Với phương thức này, theo cơ quan điều tra, Vạn Thịnh Phát đã có 1.470 công ty và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống tài liệu, chứng từ. Sau khi được thành lập, các công ty ma sẽ được lựa chọn đưa vào sử dụng cho các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát. Cụ thể qua điều tra xác định được 656 công ty được sử dụng để vay tiền từ ngân hàng SCB, 85 công ty được thành lập để chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài và 63 công ty nhận tiền từ các công ty nước ngoài chuyển về Việt Nam thông qua ngân hàng SCB. Theo kết luận điều tra, có gần 50 công ty được sử dụng để tạo lập, phát hành trái phiếu và hàng trăm công ty khác được thành lập cho nhiều mục đích như mua tài sản, đứng tên dự án, cơ cấu lại sở hữu cổ phần giữa các công ty chuyển nhượng cổ phần, tài sản cho các cá nhân theo mục đích của Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cũng từ đây, có thêm hai người nước ngoài bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vì đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nâng số bị can bị truy nã trong cả hai giai đoạn vụ án lên 7 người. Theo đó, đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, kết luận điều tra xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái phép với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Từ 2,8 tỷ đô la Mỹ trừ đi 1,3 tỷ đô la Mỹ có nguồn gốc từ tiền tham mô tài sản đã bị xử lý về tội rửa tiền. Bên cạnh đó, 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát cũng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Việc chuyển tiền như trên đều thông qua các hợp đồng khống là mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty tổ chức ở nước ngoài. Bà Trương Mỹ Lan được xác định là người chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các đối tượng liên quan ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tổng cộng 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới để có thể vận chuyển chót lọt một khoản tiền khủng như vậy trong gần 10 năm. Phía sau bà Trương Mỹ Lan là một lực lượng trợ thủ hùng hậu. Trong đó không thể không kể đến hai cái tên là Chiu Bing Kyung Kenneth và Chen Yi Chung. Ông Chen Yi Chung, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, là quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021. Trong khoảng thời gian trên, Chen Ji Trung đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền là 673,9 triệu đô la Mỹ và một giao dịch chuyển tiền về là 35 triệu đô la Mỹ. Quá trình điều tra bà Trương Mỹ Lan khai chỉ đạo Chen Ji Trung phối hợp với các cá nhân tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống phê duyệt chuyển tiền không đủ điều kiện. Còn ông Chiu Bing Kiong Kenneth, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland, là người được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý 11 công ty trong và ngoài nước. Trong đó, Chiu đứng tên đại diện 6 công ty ở nước ngoài thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 7 tháng 4 năm 2014 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi và nhận tổng cộng là gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Chiu Bing-kiung Kenneth và Chen Ji-chung trên các tài liệu hồ sơ, lệnh chuyển tiền thanh toán quốc tế xác định đều do Chen Ji-chung và Chiu Bing-kiung Kenneth ký. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Chen Ji-chung và Chiu Bing-kiung Kenneth đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hiện Chen Ji-chung và Chiu Bing-kiung Kenneth đều đã xuất cảnh ra nước ngoài không xác định được ở đâu. Đến nay vẫn chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp từ các nước, nên ngày 21 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với hai người này. Như vậy, xuyên suốt vụ án Vạn Thịnh Phát từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, đã có tổng cộng 7 người bị truy nã, gồm ông Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, ông trâm Thích Tồn, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Ông Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành. Ông Trương Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB và hai người nước ngoài trên. Ngoài ra, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan còn có ba người đã qua đời, được kết luận đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này vẫn có trách nhiệm liên đới đối với số tiền 30.081 tỷ đồng. Cụ thể, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, Cựu phó tổng giám đốc SCB, giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn đã qua đời, có hành vi đề xuất bà Trương Mỹ Lan sử dụng công ty An Đông phát hành trái phiếu để có nguồn trả các khoản nợ tại ngân hàng SCB. Bà Hồng còn được xác định là tích cực trong việc lên phương án dòng tiền khống, quản lý, sử dụng và theo dõi tiền bán trái phiếu. Với kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Hồng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 28.469 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2022, bà Hồng tử vong nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can. Còn ông Nguyễn Tiến Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán Tân Việt đã qua đời là người tiếp nhận chủ trương bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan và các nhân sự cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB để lên phương án phát hành trái phiếu. Ông Thành được xác định đã trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên phòng dịch vụ ngân hàng thuộc công ty chứng khoán Tân Việt TVSI phía Nam thực hiện quy trình tư vấn, phát hành trái phiếu cho 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunnywork và Cetra. Theo cơ quan điều tra, mặc dù ông Thành đã tử vong, nhưng với kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập, có đủ căn cứ kết luận hành vi của ông đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Dương, cựu tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula và công ty VIPD đã qua đời, được xác định đã ký chứng từ chuyển tiền 3.900 tỷ đồng khống từ công ty VIPD sang công ty An Đông để tạo lập gói trái phiếu. Ông Dương còn chỉ đạo điều hành các nhân viên công ty Sunnywork, Natureland tìm kiếm, thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay ký khống chứng từ tài liệu phục vụ các hoạt động phạm pháp của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vay ngân hàng SCB phát hành trái phiếu rồi cắt lại một phần tiền thuê cá nhân để sử dụng riêng. Mặc dù ông Nguyễn Ngọc Dương đã tử vong, nhưng với kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Dương phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Theo cơ quan điều tra cả ba người trên đều là đồng phạm với bà Lan nên phải liên đới trách nhiệm đối với số tiền 30.081 tỷ đồng. Đây là số tiền thu về từ việc phát hành 25 mã trái phiếu trái quy định.